Chiều ngày 6 tháng 10, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu và các mạnh thường quân tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm gạo, sữa và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam dioxin trên địa bàn. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức hoạt động trao tặng quần áo, túi sách, giày dép mới và cũ dành cho các hộ dân. Đây là hoạt động thiết thực của các mạnh thường quân, đoàn viên thanh niên tại các đơn vị trong công tác chăm sóc các nạn nhân chất độc màu da cam dioxin và người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.